Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện trong dịch vụ đang triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn video tháo lắp máy Nokia 8800 Pronate tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là mẫu 8800 đang được sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Thì hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn video tháo lắp máy Nokia 8800 để quý hàng có cái hình dung rõ nét hơn về phần cứng bên trong của Nokia 8800 Pronate. Đầu tiên chúng ta phải tháo nắp của máy ra, chúng ta phải tháo pin. Muốn mở được ra thì tháo hết phần nắp lưng pin ra. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải tháo 2-4 con ốc ở đằng sau của máy. Hiện nay số lượng Nokia 8800 gần như là rất ít trên thị trường, do đó các cái máy bị cũ lỗi cần được sửa chữa rất là nhiều. Qua video này, di động cao cấp.vn giới thiệu luôn quý vị các bạn về phần cứng bên trong, của Nokia 8800 và giới thiệu dịch vụ sửa Nokia 8800 tại di động cao cấp.vn. Lỗi chủ yếu của phần cứng của Nokia 8800 sửa chữa chủ yếu tại di động cao cấp.vn là lỗi về sạc, mic là chủ yếu. Ngoài ra những lỗi khác của 8800 thì rất là ít khi được gặp phải. Trên này các bạn thấy đây là cả bảng main của 8800 Pronate. Các bạn có thể nhìn qua một chút đây. Phần lồng của máy đã được sửa rồi, nó cũng sửa. Đây là cả bảng main của 8800, rất là đơn giản thôi. Đa phần bây giờ bảng main của 8800 là main cũ ngày xưa còn sót lại. Chủ yếu là bên cũ thôi, còn bên mà mới thì gần như là không có. Kèm theo đó là việc mà máy, những cái máy mà main zin 100% chưa qua sửa chữa thì rất là hiếm. Đa phần là máy đã được sửa chữa qua rồi, mà lại ngay từ đầu mình đã nói rồi, lỗi chủ yếu là lỗi chân sạc này, phần mic này, rung. Như cái máy mình đang mở ra đây thì cũng được sửa rất là nhiều, và chủ yếu đây phần mic này, câu lại các bạn thể nhìn thấy đó. Phần cơ cáp của 88 cũng thế thôi, tương tự thế thôi. Đây gần như là chọn bộ linh kiện bên trong của 8800.
màn hình 88 cáp trong chứa cáp chứa bàn phím đó. Vậy là mình đã tháo xong tất cả những linh kiện của Nokia 8800 để quý hàng có hình dung rõ nét hơn về phần cứng bên trong của Nokia 8800. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về tất cả những dịch vụ liên quan đến sửa chữa Nokia 8800, quý hàng có thể truy cập vào website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến Nokia 8800 mà quý hàng đang gặp phải, cũng như dịch vụ sửa chữa bảo hành Nokia 8800. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di Động Cao Cấp.vn.